Hello, xin chào bạn. Thì ngoài sự kiện chém giá trên Lazada diễn ra từ hôm qua và đến mùng 9 tháng 9 thì bắt đầu từ ngày mai mùng 6 tháng 9 năm 2018 trên Lazada sẽ có chương trình Shark. Chúng ta sẽ lắc điện thoại để nhận mã giảm giá Lazada. Và chương trình bắt đầu từ mùng 6 tháng 9 đến mùng 9 tháng 9. Và trong 3 ngày này các bạn sẽ lắc điện thoại để lấy mã và sử dụng mã giảm giá trong 3 ngày này luôn. Từ mùng 6 đến mùng 9 nhá. À 4 ngày, từ mùng 6 đến mùng 9 là 4 ngày. Và cách chơi như thế nào? Trong video này mình sẽ giới thiệu chi tiết. Sẽ có mã giảm giá khủng nhất lên đến 9 triệu. Nếu mà các bạn theo dõi trong cái YouTube của mình, ở cái đợt sinh nhật Lazada cũng có cái trò chơi này và lắc điện thoại thì cũng có khá là nhiều bạn là trúng cái voucher 7 đến 8 triệu ấy trong khoảng tháng 5 vừa rồi. Để chơi cái trò này thì chúng ta phải tải ứng dụng Lazada, bắt buộc phải có ứng dụng nhá. Bạn nào chưa có ứng dụng Lazada thì tải ở chợ ứng dụng ở App Store trên iOS hoặc là ở Google Play trên Android và sẽ đăng nhập tài khoản trước khi lắc. Đó. Và khi có mã giảm giá thì chúng ta sẽ mua hàng thôi. Từ mùng 6 đến mùng 9 4 ngày. Đây là cái khung thời gian diễn ra. Mùng 6 tháng 9 thì mỗi ngày sẽ có 5 khung giờ để chúng ta chơi. Mỗi khung giờ sẽ có 10 phút. Thì ngày mùng 6 tháng 9 là bắt đầu chơi từ 9 giờ sáng này. Tiếp theo là 12 giờ trưa, 15 giờ chiều, 18 giờ chiều và 21 giờ tối. Ngày mùng 7 cũng có những khung giờ như thế, mùng 8, mùng 9. Đó, anh em lưu ý cái thời gian này, nhớ cái thời gian này để chơi nhá. Thì đúng 9 giờ sáng mai là bắt đầu lượt chơi đầu tiên. Đây là cái thể lệ thì mọi người có thể xem qua. Đó, khá là dài. Có 10 phút để chúng ta lắc để lấy mã. Cách lắc như nào? Các bạn sẽ mở ứng dụng Lazada lên trước 9 giờ ngày mai nhá. Thì sẽ mở ứng dụng Lazada lên ở tại trang chủ như thế này. Không vào bất kỳ một cái mục nào. Ví dụ không vào mục này. Chúng ta sẽ bách ra trang chủ như này. 9 giờ bắt đầu có đúng không? Thì khoảng 8 giờ 59 phút và 58 giây thì các bạn cứ cầm điện thoại xong lắc này này. Đó, cứ cầm điện thoại lắc này thôi. Lắc nhiệt tình lên là sẽ có mã giảm giá. Lắc càng sớm thì sẽ cơ hội trúng mã giảm giá càng cao và càng nhiều mã. Nếu mà bạn nào lắc muộn thì không được đâu. Rút kinh nghiệm cái đợt chơi lần trước thì tầm ví dụ 9 giờ bắt đầu chơi đúng không? Thì khoảng tầm 9 giờ 5 phút là hết mã giảm giá rồi. Nên anh em cứ tầm khoảng 8 giờ 59 phút và 58 giây thì cứ cầm điện thoại lắc liên tục này, kiểu gì được mã giảm giá thôi. Và sẽ có rất là nhiều mã giảm giá thì phụ thuộc vào may mắn của anh em thôi. May thì được mã giảm giá cao. Lưu ý là phải ở trang chủ của Lazada như này. Và khi các bạn nhận được mã giảm giá thì sẽ có một cái khung thông báo ở đây là các bạn nhận được mã giảm giá bao nhiêu, giá trị bao nhiêu. Và chúng ta sẽ vào mục tài khoản này. Vào cái mục mã giảm giá ở đây. Có một mã giảm giá này. Đó, mã giảm giá xuất hiện ở đây thôi. Trong này nhá. Ok, chi tiết thể lệ và chương trình chơi thì mình sẽ để link ở dưới video này nhá. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm ta.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu chương trình chơi game lắc điện thoại để nhận mã giảm giá trên Lazada. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Chúc anh em may mắn trúng được thật nhiều mã giảm giá.